Hello, xin chào anh em nhá. Như vậy là Fantab vừa cho ra một con game mới, Alo Tu Tiên Đi anh em ạ. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhập gift code này. Tiếp theo là mình sẽ review cho anh em về lối chơi và cuối cùng là hướng dẫn anh em cách tải nếu như anh em nào muốn chơi in game rồi nhá. Ok, thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhập code nhá. Cái này thì nó không phải là nhập in game được, thế cho nên là anh em lưu ý một tí này. Bước đầu tiên thì anh em phải truy cập vào cái trang web là playfun.vn. Sau đấy nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Anh em phải đăng nhập tài khoản vào. Nếu như ai chưa có thì ấn vào phần đăng ký mới ở đây nhá. Rồi, sau khi đăng nhập xong thì tài khoản anh em hiện ở đây. Và ở dưới phần này này, gần chữ trang chủ có chữ gift code. Anh em click vào. Sau đó chọn game anh em đang chơi. Đấy, tương tự như thế với tất cả các thể loại game Fantab nhá. Thì gift code chung của anh em nằm ở đây này. Đó, anh em thấy chưa? Kéo sang bên này vẫn còn rất nhiều luôn anh em nhá. Khá gift code đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cái gift code chung liền. Ôi rồi, và tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhận mấy cái gift code riêng nhá. Rồi, trước tiên thì mình sẽ cho anh em xem này. Đấy, để xem được cái gift code này có cái gì thì ấn vào xem là xong này. Và sau đấy anh em chỉ cần ấn đổi phát và vào trong phần thư in game nhận thư. Thế là tất cả những phần code ở trong phần thư in game của anh em nhá. Còn anh em mà muốn lấy code riêng nhá thì nó có hai cái code riêng nhưng mà phải làm sự kiện mới lấy được. Thì thôi mình cứ chia sẻ luôn, anh em nào mà rảnh thì làm. Đầu tiên thì anh em truy cập vào fanpage Alo Tu Tiên Đi nhá. Sau đấy là ấn vào phần nhắn tin này. Sau đó nó sẽ ra một số những cái tin nhắn tự động ở đây, anh em ấn vào cái phần sự kiện nhận cốt. Đó, thì nó sẽ tự động trả lời cho anh em là đây, sự kiện nhận cốt này, nó có hai cái sự kiện 1 2. Đấy thì anh em ấn vào và tham gia. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ trải nghiệm game anh em nhá. Ok, mình sẽ bắt đầu ở server 2. Vào luôn đi, xem như thế nào nào. Ok. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ luyện khí để có thể là rớt ra trang bị anh em ạ. Trang bị luôn. Tiếp tục. Cơ chế là cứ click vào đây thôi, luyện khí được thì ra trang bị tóc tai kiếm với các thứ các kiểu con đà điểu nha. Bán. Nếu như mà mình luyện khí ra được cái trang bị mà nó ngon lành cái đào hơn thì mình có thể là bán trang bị cũ đi để có thể là nhận những cái trang bị mới đấy, lực chiến tăng lên nhé. Sau này nó sẽ có những cái chỉ số nhất định này. Rồi, tiếp tục là luyện chế. Đây, chúng ta sẽ có những cái dòng nhiệm vụ ở đây nhé. Cứ follow theo nhiệm vụ ở đây là ok. Đấy, trang bị luôn. Tiếp tục. Rồi, dùng 5 trang bị cơ. Đấy, ví dụ như trang bị này lực chiến nó tăng hơn này. Tích vào ô này dùng sẽ bán trang bị gốc. Nếu như mà trang bị gốc lực chiến nó thấp hơn, bán. Xong nhiệm vụ, lại tiếp tục là nhận thưởng. Bây giờ lại bán 5 trang bị này. Để bán cái trang bị tất nhiên là chúng ta cần phải luyện khí để ra trang bị mới rồi. Luyện đi. Sau này thì sẽ mở được tính năng auto. Bán nha, những trang bị nào mà cái lực chiến nó thấp hơn thì thôi bán luôn, không cần phải thay thế làm gì. Ok. Ở đấy, tăng lên này. Ui rồi, bán luôn. Lấy luôn. Ở đây thì mình sẽ có những cái điểm luyện khí nhất định nhá. Mỗi một lần mà chúng ta luyện khí sẽ mất một cái điểm đấy. Hiện tại là mình có 26 điểm này, còn 25 điểm này. Bán. Ok đấy. Xong nhiệm vụ này. Bán trang bị nhận 100 linh thạch. Thì mỗi lần bán trang bị chúng ta sẽ nhận được một lượng linh thạch nhất định. Để mình xem tên là bán được bao nhiêu linh thạch nha. 30 linh thạch, đấy là trang bị level thấp. Sau này những trang bị level cao hơn thì chúng ta sẽ bán được nhiều linh thạch hơn đấy. Ok. Bán. À mà không biết nó bán nhiều linh thạch hơn hay không nhỉ. Chắc là nó cũng vẫn thế anh em ạ. Bán luôn này. Rồi. Luyện chế 10 trang bị đúng không. Lại tiếp tục vào luyện chế thôi. Khi mà chúng ta cứ follow theo cái nhiệm vụ đây ấy, thì sẽ nhận được thêm cái điểm luyện khí anh em nhé. Bán. Rồi, giai đoạn đầu thì nó hơi ảo ma Canada, nhàm chán một tí thôi. Nhưng mà về sau thì chúng ta sẽ có những cái dòng chỉ số nhất định. Ví dụ như đây, trang bị của anh em có thể nhận thấy là choáng 1.4% này, hay là liên kích hay là bạo kích này. Build thế khá là hay. Nhưng một vài nó khắc chế nhau. Ví dụ như là liên kích thì nếu như gặp phản công thì lại bị nó phản lại này. Các kiểu con là điều hay phết. Trang bị luôn. Tiếp tục nha. Rồi, trang bị nhanh này. Ở đây thì cái lò luyện khí của chúng ta có thể nâng cấp được level. Bây giờ mình có thể là ấn tăng cấp được này. Đấy. Tiếp tục là luyện khí. Xong. Bây giờ có 10 trang bị rồi, lại tiếp tục là nhận thôi. Mặc trang bị xong có thể xuống núi ngao du giang hồ rồi. Ý luyện à. À, ở đây sẽ có những cái ải mà chúng ta cần phải khiêu chiến nha. À, đánh một xúc sắc á. Tốc độ bao nhiêu đây. Cấp đạt 60 thì mới có thể là mở được tốc độ cao hơn anh em ạ. Rồi tiếp tục làm nhiệm vụ vượt ải thí luyện 1.1 thì vừa vượt rồi này. Luyện chế 10 trang bị lại tiếp tục thôi. Giai đoạn đầu thì anh em cứ follow ở những cái nhiệm vụ ở dưới này nhá anh em. Rồi bán này. Bán tiếp này.
mặc này, rồi bán tiếp này, ok bán này, bán tiếp này, bán ôi sao mấy cái trang bị này cùi thế. Đây có cái này cao hơn này, ngon rồi. Cuối cùng thì cũng xong thêm cái nhiệm vụ nữa, nhận luôn cái lò luyện khí của chúng ta này. Thì chúng ta có thể là xem video để giảm thời gian, tuy nhiên là chúng ta phải nạp vào thẻ tháng các thứ thì chúng ta mới bỏ qua được cái khoảnh khắc xem video đấy. Nếu không thì anh em cày chay không nạp thì phải xem hết 30 giây nha. Quà biến hình có cái gì đây? Gói miễn phí này, có 50 linh thạch à, đúng không? À linh ngọc. Còn cái này là đại thiên lục dùng trong sự kiện quà biến hình, vật phẩm dùng tầm bảo. À vật phẩm dùng để tầm bảo ư? Ủa mua rồi mà nhỉ. Shop này, shop thì có vật phẩm, có shop linh ngọc, có gói siêu giá trị. Đấy, miễn phí luôn này. Đấy, có một số những cái chúng ta có thể xem video để nhận quà miễn phí nha anh em. Tiếp tục là thẻ tháng đây. Cái thẻ tháng này sẽ giúp cho anh em bỏ qua quảng cáo, cũng như là quá. Cái thẻ tháng này XP tăng cấp pháp tướng cộng 1. Anh nhập mỗi ngày nhận 150 cái này dùng để luyện khí đấy. Ồ, thế thì thẻ chọn đời này chúng ta mới có thể là gì đây? Bỏ qua quảng cáo này, là mới 20 lần. Chắc chắn ra linh thú tiên đỏ này. Ờ, sau này thì chúng ta sẽ có một tính năng nữa là linh thú. Thì cái này nó sẽ ngon lành đối với những anh em nào mà đu top và xác định là chơi lâu dài anh em nhá. Kinh đấy. Thẻ chọn đời, gói trưởng thành này. Ok, một số những cái gói khác. Rồi, lễ hội xem nào. Lễ hội thì mở server mới đúng không? Chúng ta có thể đổi những phần quà. Ok. Căng đấy chứ nhỉ? Không thấy quà nạp đầu nhỉ? Đua top này. Chop này. Quà nạp đầu đó, gói trưởng thành, tăng cấp luyện khí, gói vật ải bí cảnh, gói vật ải sơ. Tặng quà top. Không thấy có nạp đầu đâu nhỉ? Chưa nhìn thấy nạp đầu ở đây, nó là cái gì luôn anh em ơi. Tích nạp tặng quà. Tích nạp tặng quà ngày 1. À đây này. Nạp 6 cái thì hình như là 20k thì có thể là nhận được linh thú cực phẩm. Có một cái dương tùy chọn linh thú cam này. Ok. Ngày 2 thì sẽ nhận được vật phẩm tìm và bắt linh thú. À, cái này dùng để chiêu mộ linh thú anh em ạ. Cái này là cái gì? Lĩnh ngộ công pháp. Quả. Wow. Lại tiếp tục là dương linh thú cam tùy chọn nữa. Ok đấy. Ở trong này linh thú là một tính năng cực kỳ là quan trọng. Để mình xem thôi nè. 26 nhiệm vụ nữa là mở tự động. À ha, ngon nhỉ. Cũng ok đấy chứ. Ở đây không có tăng tốc đúng không? Ở trong này mình không thấy có cái gói. Ví dụ như bình thường nó sẽ có cái tính năng nữa là tăng tốc luyện khí này. Nhưng ở trong này thì mình thấy mấy cái gói này không có. Chắc là tốc độ nó mặc định chăng? Ờ, thôi cứ làm một số những cái nhiệm vụ nữa đi anh em ơi. Đó. Về cơ bản thì cái lối chơi của game nó sẽ là như vậy nhá. Sau này nó sẽ phụ thuộc vào cái dòng của trang bị, ví dụ như là choáng, né, liên kích, bạo kích các thứ, các kiểu con là điểm. Thì nếu như anh em yêu thích cái tựa game này và muốn mình làm series hướng dẫn tân thủ thì nhớ để lại comment ở bên dưới nha. Và cuối cùng thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách tải game nhé. Thì nếu như anh em dùng điện thoại thì có thể truy cập vào App Store hoặc là Google Play, sau đó tìm kiếm từ khóa là Alo Tu Tiên Đi, tải game về chơi như bình thường thôi. Còn nếu như anh em muốn chơi game trên PC ấy, thì tải giả lập LD Player về, sau đấy mở giả lập LD Player lên, sau đấy vào cửa hàng LD Player và tìm kiếm với từ khóa Alo Tu Tiên Đi, thế là chơi được nha anh em ơi. Chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều video mới về tựa game Alo Tu Tiên Đi nhá.